tự tại thực hành trí tuệ. Bát nhã ba la mật sáng ngời, bây giờ Bồ Tát quán soi, thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ai. Hãy nghe này xá lợi phất ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tướng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhờ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tướng thành thức trong không, mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhạn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào chỉ ba la mật thâm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoàng kinh, xa lìa mộng tưởng đào điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đề.
Chi tăng đảnh lễ Nam mô
Ya 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 nam mô a
Đó là đi quanh Đức Thế Tôn một vòng, quỳ xuống
trước Ngài, cung kính nói ban đầu: con xin tịnh lễ Đức Phật, trọn đời con nguyện quy y Phật. Con xin tịnh lễ Pháp, con nguyện trọn đời quy y với các Pháp. Con xin tịnh lễ Tăng và nguyện trọn đời quy y với 10 phương Tăng. Và ông chỉ nói ba câu quy y như thế. Sau đó thì tuổi thọ của ông trời chấm dứt, ông rớt vào thai của một loài bạc sinh nơi thành xã vệ. Nhưng mà khi thần thức vị thiên đế kia vừa gá vô hai bào của một loài lừa, tức các con lừa kia vô duyên vô cớ phức dây đào phá lung tung trong cái căn nhà của ông đồ lớn, tức là ông thợ nắng lò bình lưu hủ bằng đất. Và cái người đồ lớn kia tức giận vô cùng cho nên đánh con lừa nọ. Và thế thì cái thai mong manh mới vừa kết tinh đã hư mất. Thì thần thức của vị thiên đế trở lại thiên cung, và ông trở lại cõi trời, nghiễm nhiên người đến ngôi thiên đế. Và trong một sát na thôi thưa các vị, từ lúc ông mãn tuổi thọ sinh xuống loài lừa rồi trở về thiên đế, trở về thiên cung làm một vị thiên đế, thì trong một tích tắc thôi thì ông dẫn thiên chúng đến vây quanh Đức Thế Tôn ở vườn kỳ thọ tánh để hào quang sáng là một vùng trong buổi sáng hôm ấy. Và sáng lại, A Nan bạch Thế Tôn, duyên cớ gì nửa đêm cả hương thất của Đức Thế Tôn tràn đầy hào quang? Thế Tôn kể lại chuyện này và nói những câu kinh pháp cú: các hành vốn vô thường, đó là pháp tịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịnh diệt là an vui. Tất nhiên bài kinh pháp cú còn dài, nhưng mà tôi chỉ nhắc một đoạn để nhắc nhở cho hiện tiền đại chúng những người phát tâm lành quy y một điều như thế này. Nhìn ở lĩnh vực lịch sử thì chúng ta chưa thể tìm ra một bậc giác ngộ tuyệt vời, có năng lực siêu phàm và những lời dạy của Ngài vô cùng thiết thực. Ứng dụng lời dạy của Ngài trong đời sống chúng ta thì diệt trừ được phiền não khổ ưu, chấm dứt được nỗi khổ của đời người, làm cho mình tràn đầy năng lực trí tuệ và chứng nghiệm được niềm vui, an lạc hiện tiền. Nhìn vào dòng chảy chánh pháp thì thưa các vị, qua 26 thế kỷ, lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn sáng bừng tuệ giác, chưa hề lỗi nhịp với sự phát triển của khoa học. Nhìn vào tăng đoàn của Đức Thế Tôn cho tới hôm nay, trải qua 26 thế kỷ thì chưa hề có một đoàn thể tu sĩ nào tràn đầy năng lượng từ bi hiền hòa, và chưa hề bạo động với một quốc gia nào mà tăng đoàn có mặt cả. Cả chiều dài đạo Phật đến nơi nào mang hòa bình, an lạc và hạnh phúc tặng cho vùng đất đó. Đó là nhìn ở lĩnh vực lịch sử. Nhìn ở lĩnh vực tâm linh thì thưa các vị, chưa có một dòng tuệ giác nào tùy được với dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị, chưa có một pháp môn nào, chưa có một tấm giác ngộ nào có thể giúp chúng ta chấm dứt được nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường như giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta. Thế nên duyên lành lớn vô cùng, ta mới có điều kiện phát tâm lành quy y với Tam Bảo. Dù các vị có thể là đã từng quy y với Phật, chưa từng quy y, dù các vị là đệ tử của Đức Phật trong quá khứ hay là chưa phải từng là đệ tử của Đức Phật, các vị có thể là những người từ các truyền thống tâm linh khác, nhưng mà các vị thọ trì pháp môn của Đức Phật, tu tập hành trì mang lại lợi ích cho tự thân, mang lại cái nguồn tuệ giác ngay nơi đời sống của các vị. Và giáo lý đạo Phật cũng chưa hề kỳ thị với bất cứ một pháp môn nào, một truyền thống tâm linh nào, thậm chí tự thân ta. Ta có thể vừa học Phật, ta có thể vừa thăm dò vào các truyền thống tâm linh khác, không hề có lỗi gì đối với đạo Phật cả, và thậm chí chúng ta cũng không hề phản bội gì với tôn giáo của quá khứ chúng ta đã từng có mặt, đã từng tu tập,
hoặc đã từng đến, đã từng sinh hoạt trong các dòng chảy của tôn giáo khác. Cho nên các vị hãy đắm tâm thanh tịnh và cảm thấy vô cùng tự hào và sung sướng khi chúng ta được quy y với đấng cha lành, đó là Đức Bổn Sư Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đó là đôi lời khai thị để các vị có được niềm tin vững chắc nơi chánh pháp và có được cái niềm tự hào rất là sâu xa khi chúng ta có duyên lành quy y với Tam Bảo, và có một niềm tin chắc thật rằng khi mình quy y với Phật rồi, như những lời dạy trong kinh Pháp, đó là quy y Phật không còn đọa vào địa ngục, quy y Pháp không còn đọa vào loài súc sinh, không còn đọa vào ngạ quỷ, và quy y Tăng rồi không còn đọa vào loài tàn sinh và địa ngục. Đó là ba pháp quy y. Và bây giờ tôi sẽ sướng lễ để cho các vị đánh lễ phụ ăn bố ăn trước. Khi tôi sướng trước, tôi thỉnh một tiếng chuông, thì các vị sẽ đồng lòng lại xuống. Đệ tử chúng con nguyện đại bi vốn mênh mang cõi pháp giới chúng sinh hữu tình vô tình, chỉ thành đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Các vị lại số một là đệ tử chúng con xin đại vị cho giáo huấn của thầy tổ và ơn dường nuôi của phụ mẫu hiện tiền, xin cúi đầu lãnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang bằng hữu nhân quần và xã hội, mang ơn tất cả kẻ quán người thân trên hành tinh này, xin cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trú trong mười phương. Đệ tử chúng con đã thọ ơn trời che đất chở, cò cây muôn thú rừng núi sông hồ, tất cả ơn của vàng loại chúng sinh đã tác thành cho hình hài đời sống này, chúng con xin chỉ thành cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo trong mười phương. Thưa đại chúng, đại tôi đã giải thích sang về ý nghĩa rất là quan trọng của lễ quy y và cái niềm tự hào và vô cùng may mắn khi chúng ta được quy y Tam Bảo. Bây giờ phút rất là quan trọng là giờ phút chúng ta đối trước thập phương Tam Bảo phát nguyện quy y, và xin nhớ cho rằng chúng ta đối trước mười phương Tam Bảo đầy các hư không giới. Và các vị cũng không thể lường được rằng trong ngày lễ quy y của chúng ta có chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp và thiện thần cùng có mặt trong không gian vô hình, chứng minh cho lời phát nguyện của chúng ta quy y với mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp và chư Hiền Thánh Tăng. Và giờ trọng đại bắt đầu, xin các vị quỳ xuống.
và cô nói trước, các vị nói theo sau. Khi tôi nói cái câu là đệ tử chúng con tên là, tôi dừng ở đó thì các vị sẽ nói theo. Đệ tử chúng con tên là chi thì các vị xin tên. Và khi tôi nói xong, và khi tôi nói trước thì các vị nói theo tôi. Chúng ta nói rất là nhịp nhàng cho nó có hùng được trong thời để quy y. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị đọc lại. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xin suốt đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xin suốt đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quý vị để xuống một lệ. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Quý vị đọc lại. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Quý vị đọc lại. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Quy y Tăng rồi khỏi đọa vào phàm sanh. Chỉ tăng đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Lại một Hương chư hiền thánh tăng là để quy y.
Một lời các vị thành kính đối trước mười phương tam bảo phát tâm quy y đã gieo vào tâm thức ta một hạt mầm sâu chắc vĩnh viễn, dù có trải qua trăm kiếp nghìn đời không bao giờ mất. Cơ duyên lành đến tự nhiên bừng nở trong trái tim ta, năng lượng giác ngộ mà chúng ta đã gieo ngay hôm nay. Có những người Phật tử có dịp tình cờ chưa phải phát tâm lành quy y bằng tất cả trái tim và tấm lòng theo mẹ đi quy y từ bé, có khi chưa biết chi, chưa hiểu gì về đạo Phật, thế nhưng mà một lần nhìn được Phật phát khởi cái niềm thắc mắc đủ đã gieo vào tâm thức họ cái ý niệm giác ngộ và duyên lành rất lớn. Thế rồi một ma duyên lành bật ra, họ tự nhiên quay về với ánh sáng của Phật pháp. Kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn có dạy một câu thế này: ví như có người bông đùa lấy móng tay mình vạch vào vách tường hình tượng Phật, thế nhưng người ấy đã gieo duyên lành, có thể trong những kiếp lâu xa để chứng được quả Phật. Thế thì chúng ta đối trước mười phương tam bảo có sự hiện diện của chư tăng phát nguyện lành quy y là đã gieo vào tâm thức chúng ta một cái chủng tử Phật nhân sâu chắc vô cùng, đời đời kiếp kiếp không mất. Và mặt thứ hai, Thế Tôn còn tại chiền: thưa các vị, sau khi những cư gia Phật tử phát tâm lành quy y tam bảo, Thế Tôn truyền đạt năm giới để cho những người phát tâm lành họ trì năm cấm giới. Và năm cấm giới này là nền tảng của Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thích Văn Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa. Hay nói một cách dễ hiểu, năm cấm giới này là nền tảng để xây dựng nhân cách của con người cao quý giữa nhân gian, xây dựng phẩm chất hạnh phúc cho đời sống gia đình của các vị, xây dựng sự an lạc hòa bình cho xã hội, và xây dựng nền tảng để chúng ta từ đây bước dần lên quả vị giải thoát niết bàn. Thậm chí mười giới của các thầy xuất gia tập sự, 250 giới của chư tăng và 348 giới của các vị tỳ kheo, 10 giới trọn, 48 giới kinh của các vị Bồ Tát, vân vân, cũng đều thiết lập nền tảng trên năm giới cấm của người Phật tử. Do vậy, thưa các vị, năm giới đó là thềm thang vô cùng quan trọng mà tất cả người quy với tam bảo đều phải họ trì. Năm giới đó là gì? Một là không được giết hại những sinh mạng một cách vô cớ, nhất là mạng sống của loài người, kế đến là mạng sống của những loài động vật. Trái lại, chúng ta còn phải rải tâm từ thương yêu đến những loài sinh vật bé nhỏ bên cạnh chúng ta, và rải tâm từ đến những người cùng là mang thân phận loài người như chúng ta. Giới thứ hai, không được trộm cắp. Và ý nghĩa trộm cắp này, thưa các vị, cũng rất là rộng. Ví dụ như chúng ta trốn thuế, chính phủ cũng là một loại trộm cắp. Chúng ta sử dụng cái nguồn tài nguyên của xã hội, của hành tinh này một cách phí phạm cũng là trộm cắp. Tại vì cái sự phí phạm của chúng ta tàn phá môi trường, tàn phá thiên nhiên, dẫn đến cái tai họa đó là hành tinh này sẽ trở thành hành tinh chết. Hoặc là thế hệ con em chúng ta sẽ không còn lương thực, không còn nước uống. Thế cho nên cái nghĩa trộm cắp nó rất là rộng. Khi trái tim mình thiếu sự công bằng đối với người, đối với xã hội, đó là một loại trộm cắp rất là tinh tế. Thứ ba, không được tà dâm. Thưa các vị, là trong đời sống giữa nhân gian này, ai cũng mong muốn con em mình có được điều kiện hạnh phúc và được bảo vệ an lành, đừng bị xâm nhiễu, đừng bị quấy rối. Và do vậy, hạnh phúc của đời người được kiến tạo rất là vững chắc trên cái sự trung trinh của cặp vợ chồng biết thương yêu nhau. Thế cho nên, ngoài đời sống gia đình, một vợ một chồng ra, ta không được quan hệ với những người không phải là người vợ hay là chồng chính thức của mình. Đó là giới tà dâm. Giới thứ tư, không được nói dối. Thưa các vị, rất là nhiều hình thức nói dối.
Ví dụ như mình lừa dối người để vui đùa cũng là một loại nói dối. Rồi mình dùng lời rất là thô, ác, mình mắng, nhiếc, chửi rủa người, nói những lời vô cùng cọc cằn, thô lỗ cũng nằm ở trong cái giới nói dối. Và thậm chí ta không nói dối mà ta còn phải sử dụng ngôn ngữ một cách từ ái và hứa lòng rằng lời nào gây xúc phạm người, lời nào gây chia rẽ, lời nào gây tổn thương, rồi lời nào có ác tính thì ta không bao giờ sử dụng. Đó là giới thứ tư của người Phật tử. Và giới thứ năm, các vị không được sử dụng những chất gây nghiện ngập làm mất năng lực trí tuệ. Ví dụ như uống rượu, ví dụ như các vị sử dụng ma túy, cần sa, và thậm chí các vị đọc những tranh ảnh, những cái phim ảnh độc hại, nó tàn phá tâm thức của các vị, nó làm mình sao động, bất an, nó làm mình sinh khởi cái tâm bực bội, tức giận, vân vân. Tức là những cái thông tin nó đi vào đường mắt của các vị, đường tai của các vị, nó phá hoại đời sống bình an, đạo tâm, và nó làm cho các vị tiêu hao năng lượng một cách vô ích, đều thuộc về phạm vi của giới thứ năm này. Đó là năm giới mà những người Phật tử tại gia chúng ta cần hành trì. Điều thứ nhất, để đem lại hạnh phúc cho gia đình của chúng ta. Và gần nhất đó là năm giới này các vị nghiêm túc hành trì thì mang đến sự an bình, tịnh lạc cho tử thân của các vị. Và trên con đường thiền tập, thưa đại chúng, là nếu các vị thiền tập mà không đặt nền tảng trên những giới điều của Đức Thế Tôn chế định để tu tập, thì công phu thiền định của ta không thể nào phát triển được. Và xa hơn, mình muốn mang an lạc đến để tặng cho cuộc đời, tặng cho tự thân mình hay tặng cho người thân mình, thì năm giới này nó rất là căn bản mà mỗi người Phật tử chúng ta cần phải gìn giữ, tuân thủ và tu tập. Đó là năm điều Đức Thế Tôn đã chế định trải qua 26 thế kỷ. Thế nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời trên hành tinh này cả, thưa các vị. Dù xã hội châu Á, châu Âu hay châu Mỹ, và thậm chí trong tương lai, nếu hành tinh này vẫn còn sự sống tới 5-10 nghìn năm nữa, hay là 5 tỷ năm nữa, thì những giới điều Đức Thế Tôn chế định vẫn tràn đầy tính nhân văn và trợ giác, chưa hề lỗi thời. Thế cho nên người Phật tử khi thọ trì tam quy, chúng ta đang giữ gìn năm cấm giới của Phật dạy. Và tôi sẽ đọc từng giới điều một. Và sau khi đọc xong giới điều, tôi hỏi là các vị có thể giữ được không, thì các vị sẽ đáp một câu rất là hùng tráng, rất là mạnh, rất là con chắc với lòng mình là vô Phật, con giữ được. Xin các giới tử đứng quỳ lên và chúng ta bắt đầu thọ trì năm cấm giới của Phật. Đây là giới thứ nhất của Phật chế định. Từ nay đến suốt đời không được giết hại vật mạng con người và những vật mạng của loài vật. Đó là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không ạ? Một Phật con giữ được. Đây là giới thứ hai. Từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không ạ? Vô Phật con giữ được. Tốt lắm. Đây là giới thứ ba. Từ nay đến suốt đời không được tà dâm là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không ạ? Vô Phật con giữ được. Đây là giới thứ tư. Từ nay đến suốt đời không được nói dối là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không ạ? Vô Phật con giữ được.
Đây là giới thứ năm, từ nay đến suốt đời không được uống rượu và sử dụng các chất cai nghiện, các chất gây nghiện. Đó là giới của người Phật tử tại gia. Vậy các vị có thể giữ được không ạ? Thưa các Phật tử, các vị đã tối trước thập phương tam bảo phát nguyện họ trì năm cấm giới của người Phật tử tại gia. Vậy từ đây về sau suốt đời phải gìn giữ cho thanh tịnh, dầu gặp tất cả những nhân duyên trái chướng là thâm phạm đời sống các vị. Các vị cũng hứa với lòng rằng hành trì giới pháp của Đức Thế Tôn nghiêm túc. Nếu bền lòng giữ gìn được như vậy thì đời đời chúng ta sinh ra cõi người, cõi trời và từ đó tiến lên chứ không hề bị lui sụt xuống những cái địa vị thấp kém và quả báo xấu ác. Đây là điều Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Văn. Kính mong chư vị được sự phù trì của Thập Phương Tam Bảo giữ tròn năm cấm giới và một lòng quy hướng về Đức Thế Tôn. Và lễ quy y thọ giới đã hoàn mãn, các vị hãy đứng lên, tôi xướng lễ để các vị đảnh lễ thọ ơn Thập Phương Hiện Thánh Tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Ngữ Công Biện Pháp Giới Hóa Hiền Vĩ Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tam Đảnh Lễ Nam Mô Hiền Tọa Đạo Tràng Ta Ba Giáo Long Hoa Giáo Chủ Đường Lai Hà Sinh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Tướng Phật Bồ Chí Tam Đảnh Lễ Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Linh Càn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát chứng minh nhiếp hồ cho chư Phật tử hiện tiền
Phật trì tám nguyên ngũ giới được đặt pháp lạc, mặt chân pháp khai sáng, tu tập tất cả thiện nghiệp, hiện đời thành tựu an lạc, chấm dứt ba đường khổ của ba cõi, xuống lên một lần phát tâm lành, thành tựu quả Bồ Đề hiến viền. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Phật tử hiện tiền tại đạo tràng này, thân an tâm lạc, phước thọ tăng long, phiền não chướng bao chướng nghiệp chướng bao đời đều rũ sạch, thân an tâm lạc, phước thọ tăng long, tâm Bồ Đề viên mãn. Chúng con cùng xin đem công đức lành tu tập thọ trì quy giới này hồi hướng về cho phụ mẫu hiện tiền và các bậc sư trưởng, các vị ân nhân cùng với đức bằng nguyện thuộc, nương công đức lành này khởi phát Bồ Đề tâm, cùng với chúng con đồng tu đồng hành đồng thành Phật đạo.
Thưa các vị là Thái Quy Y trong quá khứ, các vị ngồi xuống đi. Thưa các vị là có một lần, có một người Mỹ ở ghé là chùa Quan Âm của tôi, lúc tôi còn ở Việt Nam cách nay 17 năm rồi. Và lúc đó mang bánh thai, có một người bạn, ông nói được tiếng Mỹ, chứ còn tôi thì tôi không có biết tiếng Mỹ đâu. Và qua cuộc trao đổi thì người bằng hữu là một thầy giáo hỏi chứ, anh tôn giáo gì? Thì người Mỹ kia ở trầm rãi mà cởi ở trong cổ mà ra một cái sợi dây đeo có một cái gói vuông thế này, và các vị hình dung là họ cầm cái gói vuông màu vàng nó lên trán rất là cung kính, họ nhắm mắt lại và tầm tư 1 phút 2 phút sau họ mới đưa xuống và mở, là từ từ họ đưa cái Thái Quy Y, họ đã quy y với truyền thống của các sư Tây Tạng. Và thưa cái hình ảnh đó làm cho tôi rất là cảm động. Thì thật là người Tây Phương khi họ quy y rồi thì cái phái quy y họ trân quý vô cùng. Ông bà ta ngày xưa, thưa các vị, phái quy y được viết bằng chữ Nho cho nên nó linh thánh hơn chúng ta nữa. Tại vì đọc không được, nó linh, nó có chữ lạ. Với cái chữ bùa, chữ chi, cái hoàng hoèo có cái chuyện đỏ thôi. Và giấy thì trên cái loại giấy bồi hồi xưa đó, tức là giấy nó rất là mịn và không có dễ lắp đâu, dù qua thời gian chừng 5-30 năm vẫn còn, và các cầu thủ xếp vuông nó lại mai trong cái miếng vải, và cứ căn dặn người con cháu là ta mà mất cái thì phải để cái này lên trên ngực của ta liệm chứ không có được bỏ đâu nghe. Và họ rất là trân quý. Thế nhưng mà chúng ta không có tổ mê tín như thế. Tuy nhiên, thưa các vị, Thái Quy Y nó là một cái bằng chứng để nhắc nhở rằng chúng ta đã từng quy y Tam Bảo, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái tên của các vị ở trong Thái Quy Y được gọi là pháp danh, tức là giống như người xuất gia, một khi người ta luyện đời sống người ta vào đạo, có nghĩa là người ta sống là lần thứ hai, được sinh lại lần thứ hai trong chánh pháp. Và kỳ thật là đời sống chúng ta có những lần sinh ra mà ta không biết. Lần đầu là mẹ ta sinh ra, ta là một cục thịt, chưa có là hiểu biết gì cả. Lần thứ hai, mình vào trường học, rồi mình tiếp nhận những cái tri thức của thế gian, đó là mình sinh ra lần thứ hai nhờ công giáo huấn của các bậc thầy để mình có được cái tri thức tất nhiên để sống như cuộc đời. Thế nhưng mà tri thức nhân gian nó dẫn chúng ta quanh quanh trong nhân thế, nhiều lắm là có miếng cơm ăn, có cái áo mặc, có địa vị trong xã hội. Thế rồi lần thứ ba sinh ra trong đạo, đó là trong dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Và lần này sinh ra có nghĩa là ta bắt đầu ném đời sống mình vào dòng chảy thánh thủy của Như Lai, để dùng thánh thủy của Như Lai gột rửa thân tâm trong sạch và hứa lòng rằng từ đây chảy vào biển thánh. Cho nên lần quy đó là lần chúng ta xin lại những dòng chảy chánh pháp của Phật. Thế cho nên chúng ta có một cái tên kèm theo với cái tên ở nhân gian. Và thưa các vị, tôi cũng xin thưa một điều này để các vị lưu ý, chừng như mình đã giải thích hôm qua rồi. Tức là các vị quy với 10 phương Tam Bảo, có nghĩa là tất cả nơi nào có giờ lâm tự viên của Phật thì các vị là đệ tử của nơi đó. Nơi nào có chánh pháp dạy chúng ta để chúng ta có thể hành trì giúp cho đời sống chúng ta giải trừ phiền não khổ đau, có được an lạc, thì nơi đó chúng ta có quyền học. Không nhất thiết là phải thiền tông, tại vì mỗi người căn cơ rất là sai biệt, cho nên các vị có thể học Tịnh Độ Tông, các vị cũng có thể học với Phật Thừa. Thế nhưng mà người
có năng lực trí tuệ của xã hội hiện tại, không phải mình cứ cắm đầu mình tin theo mọi thứ người ta diễn bài. Không hề có cái chuyện là nơi nào đó quan âm linh mà chúng ta chạy tới, thưa các vị, linh hay không linh, không phải do tượng quan âm ở đó mà do ở đâu, do lòng của các vị thôi. Cho nên phải có năng lực trí tuệ phán xét chứ không phải nhất thiết chúng ta đều tin. Thế thì quy với pháp nghĩa là quy với chánh pháp, nơi nào có chánh pháp đúng với điều Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta tin, và nơi nào có chư tăng thanh tịnh tu tập nghiêm trang, có năng lượng lành, có khả năng giảng giải Phật pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa phiền não khổ đau nơi tự tâm ta, mở con mắt ta để thấy được chánh pháp, thì ta có quyền nương với vị thầy đó để tu học. Chứ không có nghĩa là mình quy y với ông thầy này rồi mình không có quyền học với ông thầy nào khác, chưa, không phải như thế. Đó là ý nghĩa thứ nhất của ý nghĩa quy y mà chúng ta nên mở rộng tâm thức ta. Bằng không thì thưa các vị, mình trở thành một người cuồng tín, giống như con ngựa bị người ta mang cái gì hai bên này, chỉ thấy một hướng mà không thấy được nhiều hướng. Thế thì không phải đệ tử Đức Thế Tôn đâu. Đệ tử Đức Thế Tôn, điều đầu tiên là các vị phải mở rộng tâm thức của các vị, chứ không được đóng kín nó lại. Không có chấp đề vào một vị thầy, một chánh pháp, hay là một Đức Thế Tôn, hay là một dòng chảy nào được gọi là duy nhất trong cuộc đời này giúp ta hết khổ. Cái điều này rất là quan trọng. Bằng không thì lúc chưa là Phật tử thì ta có quyền đi học với thầy nọ thầy kia, đến chừng mình quy làm Phật tử rồi cái mình không dám đi học với thầy nào cả. Nghe thầy kia giỏi mình rất muốn đến để học, mà mình bị ông thầy mình ràng buộc cấm không cho đi, thế thì vô cùng phi lý thưa các vị. Điều này các vị nên lưu ý cho. Và cái điều cuối cùng thưa các vị, cái pháp danh của các vị kỳ thật nó là cái kỷ niệm để bắt đầu đời sống làm thiện, mà ta hứa với lòng rằng, cũng như hứa với dòng chảy thánh điển Như Lai là từ nay con thay đổi đời sống của con theo cái hướng làm thiện. Do vậy cho nên cái tên của các vị nó cũng thầm nhắc cho các vị đã có được đời sống mới từ ngay bây giờ về sau. Và tôi nói một vòng như thế để trở lại vô lý. Mỗi một lần quy y cho 50 Phật tử, chúng ta vận dụng một vài trăm thầy, thế thì nó rất là khó khăn. Cho nên tôi đại biểu cho thập phương thiền thánh tăng truyền trao tăng quy và năm giới cho các vị, chứ không phải tôi là cái chi ghê gớm mà có thể làm thầy cho các vị cả một đời. Do vậy cho nên các vị quy y với tăng, nghĩa là tôi là người đại biểu cho chư tăng tác pháp quy y cho các vị quy y với Phật, với pháp và với 10 phương hiền thánh tăng. Đó là điều nhắc lại cuối cùng. Và tên của các vị tôi cũng xin đại biểu cho chư tăng đặt cho mỗi vị một cái tên để cho các vị kỷ niệm ngày đầu các vị sống trong dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Đó là tôi là chia sẻ. Và tất nhiên là tôi sẽ nhờ cô Kim Chi đọc tên để các vị lên nhận thái quy y, và hứa với lòng rằng từ nay cuộc đời là một cuộc sống mới. Mời các vị. Và nếu các vị thấy thì giờ nó không còn nhiều thì xin cứ gửi cho các Phật tử, rồi sau này các vị có thắc mắc gì thì cứ kiện thầy quyết định của mình. Không có sai. Dạ, thưa các vị chịu khó, chúng ta lỡ ngồi đây ngồi 9 giờ rưỡi bây giờ ngồi thêm thì 2 tiếng hồ cũng không chết đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng lời Hòa Thượng Giảng Sư Thích Quyết Định, chúng tôi xin được đọc tên từng vị tên. Chúng tôi đọc tên họ và tên và nơi sanh, thì quý vị nếu cần biết là đúng tên mình hay không. Và khi quý vị lên, Thầy sẽ đưa các phán quy y cho quý vị. Và quý vị nào mà không có tên trong đây thì chúng tôi sẽ đọc lướt qua. Nguyễn Danali, sanh tại Sài Gòn, Việt Nam.
Triều Hồ, sanh tại Huế, Việt Nam. Lê Thiên Huy, sanh tại Việt Nam. Nếu các vị là hỏi pháp danh, tôi nghĩ là do vì tôi cũng không có nhiều người quy y cho nên tôi cũng cẩn trọng khi đọc từng cái tên của các vị. Và chữ tường nó có nghĩa là lành, thông nó bị tường quá, thông quan tường, quan là ánh sáng, tức là cái ánh sáng rất là lành thiện từ cái tâm phát ra là quan quan tường. Hoàng Cẩm Châu, Sài Gòn. Thưa, đây là cái pháp danh. Tôi đã có cái pháp danh cũ là Trương Phúc. Tôi chỉ đặt thêm cái chữ tâm phía đầu là Trương Phúc. Nguyễn Thị Thu Cúc, Phước Long, Việt Nam. Cái pháp danh cũ của cô đó là Hoàng Thanh, khá đẹp, cho nên tôi chỉ thêm cái tâm, tâm Hoàng Thanh. Phương Trần, sanh tại Bạc Liêu. Đạo hữu Nguyễn Thị Nga, NG, sanh tại Sài Gòn. Có pháp danh là tâm diệu trí. Diệu trí là các pháp danh của quốc gia. Đạo hữu Huỳnh Vinh, sanh tại Phú Yên. Cô có các pháp danh là tâm thường trang. Thường trang là pháp danh cũ. Đạo hữu Trần Thị Lan, sanh tại Quảng Ngãi. Cô có pháp danh là tâm tường như. Đạo hữu Mạc Thị Bích Ngân, sanh tại Sài Gòn. Pháp danh là tâm tường hạnh.
Và thử anh Lưu Vũ Quế An sanh tại Bà Nghệ. Có các pháp gia Phật pháp diệu học về tất cả. Và thử Mai Kim An. Nguyễn Thị Hương.
Vân, sao tại Việt Nam? Thank you.
Thưa các vị là mình cũng rất là vui là có những người học của mình thì 3-4 năm rồi mình cũng không có biết tên. Mặt thì biết nhưng mà tên thì không nhớ. Đạo hữu Vương Mỹ Đệ, xin mời đứng lên. Chị Vương Mỹ Đệ có pháp danh cũ nhưng mà mình đặt lại một cái pháp danh cũng lấy một chữ pháp danh cũ thôi, đó là Tâm Viên Từ. Tâm Viên Từ. Đạo hữu Mary Dương Nguyễn, xin mời đứng lên. Mình đặt tên cho cô là pháp danh Tâm Viên Giới. Viên nghĩa viên có nghĩa là viên mãn chưa có việc. Cái chữ viên thì các vị sẽ nhớ là chữ tròn nha, tròn giới. Nam giới mình giải thích là nếu biết là không có được viên đâu. Đạo hữu Lân Hoàng Tuấn, xin mời đứng lên. Con có tên là Tâm Quang Hạnh, Tâm Quang Hạnh. Con có cái tên cũ nhưng mà thầy thấy cái tên cũ nó có vẻ to tát quá nên thì chỉnh lại Tâm Quang Hạnh thôi. Đạo hữu Nguyễn Minh Tuấn, xin mời đứng lên. Mình sửa cái pháp danh. Cái pháp danh mới đó là Tâm Quang Tuệ. Tâm Quang Tuệ. Thưa các vị, là những vị chưa có cái khóa quy y thì mình nói pháp danh thì các vị chịu khó nhớ nghe, mà không thì mai mốt mà mình lỡ làm rớt cái này không có nhớ được đâu mà đặt lại pháp danh mới. Hãy nhớ cái tên thật kỹ. Đạo hữu Karen Hương Trần, xin mời đến đây. Con có cái tên là Tâm Viên Tường, viên mãn thì là làm từ Tâm Viên Tường. Đạo hữu Quỳnh Thị Kỳ, có cái pháp danh là Tâm Quang Từ. Đạo hữu Lê Thị Yến, xin mời đứng lên. Tâm Mãn Thiện. Trương Nguyễn Phúc, đạo hữu đã có cái pháp danh cũ và cũ hòa thượng cho nên mình đặt thêm chữ Tâm Phổ Lợi. Đạo hữu Tâm Huyền Tôn Nữ Thanh Hương, cái tên Diệu Hoa của Phật tử cũng rất là hay cho nên mình đặt thêm là Tâm Diệu Hoa. Đạo hữu Lê Liên. Xin mời Nguyễn Thị Hồng Ngọc lên.
nguyện mỹ hoàn toàn. Con có cái tên là Tâm Tường Niệm. Nguyễn Ngọc Bảo Hiền sẽ có cái tên là Mãn Tuệ. Nhớ tên Tâm Mãn Tuệ. Và Lê Thị Tố Uyên có cái pháp danh là Tâm Mãn Phúc. Các vị ghi lại tên và tuổi của các vị. Mình sẽ mang về học viện rồi tuần sau sẽ có những cái khóa quy y cho các vị. Và nếu không có nữa thì kiện thưa nữa chứ không sao. Thưa các vị là tôi cũng không biết cái việc làm gì xui khiến để có những cái buổi lễ quy y cho các vị. Thật lòng mà nói thì từ lúc tôi đặt chân lên các vị tôi chưa hề nghĩ rằng tôi làm lễ quy y gì cả. Tại vì giờ làm tự viện ở bên đây rất là đông. Và các thầy thì có chùa, có nơi chốn để cho các Phật tử người ta về, người ta mình thăm viếng sư phụ ở sư phụ kia. Còn bản thân tôi thì thưa các vị, tôi là một tăng ở trò giữa lòng đại chúng. Giờ ăn thì ở bác đi phát sụt. Và thậm chí những lúc bệnh hoạn thì cũng nằm thủ thủ một mình, do vì mình là một người chúng có rất bình thường. Cái từ trong tiếng Hán là thâm chúng á, tức là một tăng không có chức vụ chi trong nhà lam từ viện cả. Cho nên cái chuyện quy y là cái chuyện bị ép buộc, chứ tôi cũng chưa hề muốn làm một cái lễ quy y chi. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, nếu các vị để ý thì các vị thấy là mỗi kỳ lễ quy y tôi đều dặn dò một cái câu là các vị quy y với 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng, chứ không phải quy y với Thầy Phước Tịnh. Kỳ thật ra tôi bị ép buộc làm việc này rất là nhiều lần, nên Xá Lợi tổ chức lễ Phu Lan và Phật Đản thì có khi một số các Phật tử phát tâm làm quy y rồi mình nói làm sao. Thế cho nên đôi khi mình đã lấy phái quy y ở Lộc Nguyễn để viết phái quy y cho các vị Phật tử. Có khi thì lấy phái quy y của Xá Lợi, Bác Sư Bà, ghi tên và đóng dấu. Thế rồi có một số Phật tử mà nói con muốn quy y với thầy, chứ tại sao mà con nhận cái phái quy y của ở đâu xa lắc xa lên. Và thưa các vị, dường như thầy trò là cái duyên chứ không phải là việc bắt buộc được. Các vị có duyên lành với bất cứ ai thì cho dù ông thầy là cố dành dật thì cũng không được. Và mình nghĩ đến cái điều đó cho nên mình nghĩ rằng thôi thì sao cũng được. Các vị ứng làm đệ tử của mình, gắn bó đời sống tu hành với mình, coi mình như vị thầy cũng tốt. Rồi cái duyên nó không đến. Mai kia các vị cảm thấy thầy Phương Tịnh không có ngon làm chi, thôi tôi kiếm vài tháng thì cũng tốt chứ không sao. Cho nên thưa các vị, mình làm mọi việc tùy duyên chứ không hề cưỡng cầu. Do vậy cho nên dần dần duyên nó đến rồi cái mình mới đi thỉnh những cái phái quy y này ở bên Hòa Thượng Chân Thành Phan ở đây. Và trong đây thì Mai mắc sai rồi không có ghi cái chùa nào cả, cho nên lấy con dấu của thầy Phương Tịnh đóng vô. Và để chỉ cần thức tật năm qua. Nhưng mà nói quanh quanh như thế, để điều thứ nhất là thưa các vị là mình chưa hề có cái thủ đắc gì riêng cả. Mình chưa hề nghĩ rằng mình làm được chút duyên làm gì với thập phương Tam Bảo cả. Thậm chí cái việc đi giảng dạy của mình nghĩ chắc cũng nhờ ơn Tam Bảo, chứ còn mình không hề khởi ý và không muốn làm cái gì cả. Mình chỉ muốn là một thầy tu ở góc núi tu cho nó bình yên thôi, chứ chưa hề làm cái việc kia gọi là lớn lao. Rồi cái việc quy y cho các vị cũng vậy, đó là duyên lành của thập phương Tam Bảo gia hộ, cho nên các vị đối trước mười phương chư Phật phát nguyện quy y thôi. Cho nên thưa đại chúng là cuộc đời tu của tôi cho tới hôm nay, thậm chí là tôi có làm được chút việc gì giúp cho các vị có được niềm tin với chánh pháp, điều này cũng như là năng lực của thập phương chư Phật gia hộ. Cho bản thân tôi, thưa các vị, vốn là một ông thầy
nói cho nó đúng, cho nó chính xác cái câu khiêm tốn chi là bọn thầy rất là bình thường, rất là quê mùa, chứ không có gì giỏi cả. Mọi việc thành công, thậm chí khóa tu và các vị đầy quan hỷ đến tu tập như thế này cũng là nhờ ơn của thần lực tam bảo gia hộ mà thôi. Đó là tôi điều chia sẻ và cũng cầu bác tam bảo gia hộ cho hiện tiền các vị Phật tử và những người phát tâm lành quy y hôm nay khởi được bồ đề tâm, tu tập để có được niềm vui, có được sự an lạc trong hiện đời, thành đạt được sự giác ngộ trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các bạn đã cùng. Thưa đại chúng, là tôi sẽ thắp nước chuông, sau đó là chúng ta xả chân ra và nghe tiếng khánh và tiếng ra và nghỉ ngơi trong vòng 10 phút. Trong không mắt tai mũi lưỡi
thân. Sắc thanh vị xúc pháp hương không còn, không nhận thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không, không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu, bấy lâu Bồ Tát dựa vào chỉ ba la mật thâm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoang kinh, xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an